xe bốc rác của Mỹ các bạn nhé. Tuần đây là cái khu phố trên ở thì mỗi tuần ở bên khu phố cái nở thì xe bốc rác họ sẽ đi bốc rác tuần 2 lần các bạn. Lần thứ nhất là họ chỉ bốc rác rác công nghiệp, rác tung rác. Còn lần thứ hai là họ sẽ vào ngày cuối tuần họ sẽ đi bốc rác tái chế thôi các bạn. Ở đây bốc rác và toàn bộ bằng cái hệ thống tự động nha các bạn. Sắp Halloween rồi cho nên các bạn thấy là nhà nhà bắt đầu trưng trang trí Halloween nha các bạn. Đây là cảnh cái xe bốc rác nó bằng cẩu tự động nha các bạn. Tất cả nó đều bằng cẩu máy tự động, nó chỉ được khi bốc xuống nó vào cẩu rồi các bạn. Bên đây họ chỉ pick up đi cái rác trong cái thùng ở bên thôi. Còn rác bịch là cái rác tái chế thì mình bỏ một bịch thì họ sẽ quay lại cái cấp lần thứ hai nha các bạn. Tất cả đều phải bốc xuống bằng tự động. Đã đưa cái cẩu xuống và đưa cái cẩu xuống các bạn thấy. Và sau khi bốc rác thì bạn thấy là các thùng rác đã được đem vào nhà nha các bạn. Bởi vì khi mà đến ngày bốc rác thì mình phải đem cái thùng rác để trước nhà các bạn. Trước nhà thì họ mới biết họ bốc, còn nếu không họ sẽ bỏ nhà mình, họ đi qua họ bốc cái nhà tiếp theo mà có chân rác ra ngoài nha các bạn. Ở Mỹ các bạn thấy rất là yên tĩnh, không nghe một tiếng ồn, không nghe một tiếng cãi vã. Cũng có em bé thôi thì cũng ít các bạn, bởi vì nhà thường chỉ có một hai người, hoặc là cũng nhiều lắm thì hai vợ chồng hai đứa con thì nó chơi cũng nhẹ nhàng ở trong nhà. Bên nhà trong Mỹ nó cách âm cũng tốt cho nên mình ít nghe tiếng ồn, không nghe tiếng xe gì chạy nhiều, bởi vì cái khu phố thì đa phần chỉ có người ở thôi các bạn, rồi xe ra vô đi làm thôi. Rồi như các bạn thấy Halloween, khi mà Halloween sắp tới thì các bạn thấy Mỹ họ cũng trưng bày Halloween nè các bạn thấy không? Ồ, còn đây là cái thùng thư nha các bạn. Nhà nào ở Mỹ cũng có một thùng thư nha các bạn. Còn đây là cái báo các bạn thấy khi mà đến ngày bốc rác họ đem rác ra ngoài, họ trưng rác ở ngoài đó các bạn. Rồi xe bốc rác nó tới nó bốc. Thùng thư các bạn nhé, nhà nào cũng có một cái thùng thư ở phía trước như thế này, và mỗi ngày đều có xe đưa thư nó đem tới ngay nhà ở Mỹ. Ngay cái nhà Mỹ là nằm ngay thành phố đó các bạn, nơi cái nở là nở nằm ngay thành phố đó, mà các bạn thấy cây cối rất là nhiều, bởi vì khu phố nào cũng có cây, mà cây này chắc trồng cũng bằng cái tuổi mình biết bao nhiêu năm. Cái quy hoạch cũng rất tốt, đường xá nó đâu rồi đó, nhà cửa nào cũng có vườn xanh, có vườn cỏ và cây cối. Cái cây dương liễu này nó đẹp nhưng mà nhà ganh cũng có mấy cây, nhưng mà nó mệt cái là nó rác nó rụng. Sao các bạn thấy xe rác chạy qua đó, xe rác nó sẽ bốc từng nhà. Xe rác nó chỉ cần một người hoặc là các anh tài xế, một phần còn lại nó chỉ cẩu tự động theo cái cabin, nó có cái xúc nó bỏ xuống nó bóc cái thùng lên thôi. Rồi thấy cái thùng thư chưa, ở đây mọi kiểu mọi cách làm, không có làm như thế nào họ làm. Ô, có xe thư tới đó các bạn, bạn thấy cái xe thư tới rồi. Đây là chiếc xe để đưa thư nè các bạn, cứ mỗi ngày sẽ đến cái giờ này nè là các bác tài bác đưa thư, bác sẽ lái bác bỏ vô các thùng thư như thế này. Hello. Đấy, các bạn thấy bác dừng thư bác bỏ thư nhé, mở cái hộp thư ra và bác bỏ thư thôi. Nên nhà nào có thư thì bác tài sẽ dừng xe lại và bỏ cái thư vào các bạn. Đấy các bạn thấy bác bỏ thư nhé. Cái
tiện lợi của ở bên Mỹ là mỗi cái khu dân cư thường là nó sẽ có những cái siêu thị nhỏ nhỏ nha các bạn. Thì gần nơi cái nở nó cũng có một siêu thị nhỏ này. Lâu lâu mình cũng muốn ăn uống lặt vặt khi mà có thể đổ xăng thì có thể ghé cái trạm xăng mini này để mình đổ cái trạm xăng mini này. Và đây là cái siêu thị nhỏ nhỏ ở Mỹ nha các bạn, cái khu tiện ích. Và bên cạnh đó cũng có cái khu rửa xe nữa các bạn. Ở Mỹ thì nó có nhiều loại rửa xe, thì đây là một loại rửa xe mà mình tự rửa thì nó rẻ hơn. Mình chỉ cần bỏ cái đồng corn, cái đồng 25 cent vào là mình rửa thôi các bạn. Còn nó có cái loại tự động là mình chỉ ngồi trong xe thôi, còn mình đi lái xe vô cái hệ thống máy tự động rửa thì nó sẽ tự rửa cho mình các bạn. Thì các bạn thấy đây là cái mình bỏ cái đồng corn vào đây, ví dụ mình bỏ một đồng vô đây thì bốn cái corn vào thì nó sẽ rửa cho mình được khung thời gian bao nhiêu đó. Thì nó có những cái chức năng rửa như thế này này, và nó có cái hệ thống dồi này để mình bấm mình rửa nó đơn giản chỉ vậy thôi các bạn. Đây là cái hệ thống mình tự rửa nha. Còn rửa xong thì nó có cái hút bụi ở đây, đây là cái máy hút bụi của mình xe, tất cả mọi thứ còn để được cái thùng rác nhỏ để mình bỏ rác. Thế là về gần tới nhà rồi các bạn. Ở nhà nó mới cạnh đối diện gần nhà cái nở người hàng xóm có cái cây cổ thụ đẹp quá các bạn. Nó giống như cây bonsai vậy đó, mà nó giống như dạng bonsai hoặc bonsai cổ thụ các bạn, nhìn đẹp. Đặc biệt là cái thời tiết khí hậu như thế này nó giúp cho nhìn cái nhà với cái cây nó càng đẹp nha các bạn. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đây là đường highway ở bên Mỹ nha các bạn. Có dấu hiệu kẹt xe rồi các bạn, chắc có bị tai nạn giao thông ở đâu đó rồi. Bởi cái đường này 245 lên thường ít kẹt xe, trừ khi nào bị tai nạn giao thông hoặc là có làm đường ở đâu đó thôi các bạn. Nhà Dickie sẽ có museum của nhà Dickie. Bây giờ mình đang quẹo vô cái gun show chứ các bạn. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình không có game show thế này các bạn. Now, let's go. Let's go. Coi trưng bày súng đạn dao kiếm là phải trên 21 tuổi nha các bạn, cũng giống như đi sông bài vậy các bạn. Nếu như vào sông bài thì quy định luật của Mỹ là bạn phải trên 21 tuổi. Cho nên cái gun show này bạn thấy là ghi rất là rõ là phải trên 21 tuổi và không được mang súng có đạn vào. Và bạn thấy vài người họ cầm súng đi vào rồi các bạn. Thấy trai gái phụ nữ đàn ông bên Mỹ trên 21 tuổi là có quyền sở hữu súng hợp pháp nha các bạn. Ken mới ghé gần show coi, nhưng mà trong đó thì cái tính chất nhạy cảm họ không cho mình quay phim các bạn. Nhưng họ không cho quay phim cho nên Ken chỉ mua được hai cây kiếm, một cây kiếm nhật, cây kiếm nhật nhá, cây kiếm nhật với lại một cây kiếm người Mỹ hay kiếm người Mỹ gì đó các bạn. Hello, chào các bạn. Bữa nay thì Ken đi coi trưng bày súng với lại dao với lại kiếm ở bên Mỹ các bạn. Ở chỗ cái nở thì Ken không thích chơi súng nên mình không có mua súng. Nếu mà Ken thích mua súng thì vẫn mua súng được vậy các bạn. Bởi vì Ken cũng là một người Mỹ thì cũng giống như những người Mỹ khác đều hợp pháp để mà mua và sở hữu súng. Súng bên Mỹ thật ra nó cũng rẻ lắm các bạn. Chỉ một cây súng khoảng chừng 200 mấy chục đô là khoảng 6 triệu Việt Nam mình. Thì tùy vào cái loại súng mà có thể mắc hơn nhiều, và chỉ cần là có quốc tịch Mỹ với giấy tờ hợp pháp trên 21 tuổi là mình có thể mua và sở hữu súng.
nhưng mà cái chỉ mua cái kiếm với là cây dao nhỏ nhỏ đem về chưng cho nó vui thôi nghe các bạn. Cái này thì chưng cho nó vui thôi, chứ mình tại đi triển lãm thì cũng phải mua cái gì, cho nên mình mua cho vui đem về nhà chưng thôi các bạn. Please kindly subscribe Ken's channel so we all can grow our channels. Thank you for watching and subscribing.